Chấn động, thầy tử vi báo trước, bất ngờ tìm ra thời điểm vàng giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, làm ăn trúng lớn, xóa sạch nợ nần, đổi đời giàu có không lo nghèo khó, ẵm 100 tỷ gửi ngân hàng, đúng tháng 6 âm lịch 2024. Kênh Minh Đường Tử Vi hoan hỉ gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới nhất trên kênh. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý khán giả thân mến, xem tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch, tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn 2024 nhận thấy, vận trình của con giáp này hung cát đang xen, nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì giàu nứt đố đổ vách, sống an nhiên tự tại, tiền tiêu ba đời không hết. Nhưng sẽ thật đáng tiếc cho những ai bỏ lỡ thời vận của mình thì sẽ phải tiếp tục cuộc sống chạy vậy đó đây, nghèo khổ cả một đời một kiếp. Vậy, vận trình tử vi tháng 6 âm lịch tiết lộ những gì về vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Quý Sửu, làm sao để vượt qua mọi tai ương, đón thời giàu sang, hưng vượng thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây nhé. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thân mến, người xưa có câu con trâu là đầu cơ nghiệp, nhưng lắm lúc Quý Sửu hay ngồi làm nhảm con trâu là đầu cơ cực thì đúng hơn, cơ nghiệp có hay không thì chưa biết, nhưng cơ cực thì là một thứ thấm đẫm trong mệnh căn của Quý Sửu. Suốt những năm tháng vào đời, bản mệnh của Quý Sửu là tang đố mộc, gỗ cây dâu, tượng trưng cho vô hạn, khả năng vô hạn, phú quý vô hạn tự thành, cùng vạn sự như mong. Nhưng tiếc rằng vì là gỗ cây dâu nên cần tốn thời gian để đưa về bờ, chìm ở dưới đáy cần tốn công để khai thác. Nên tất cả những vô hạn, khả năng mà Quý Sửu trông thấy được lắm lúc chỉ ở trạng thái tiềm ẩn, lắm khi do chưa tới thời điểm mà chỉ biết nhìn đất trời thở dài ngao ngán. Oán thiên địa sao ta có tài mà chưa gặp thời, sao ta đã nỗ lực chăm chỉ bền bỉ mà kết quả vẫn không được như ý, trời trêu ngươi gọi là có tài mà chưa gặp thời. Giản đơn vị Quý Sửu là bản mệnh có trình độ lắm, họ luôn đi lên từng bước, cặm cụi từng phần, bước dần lên từ bậc thang số 1, tiến đến đỉnh mà chẳng nhảy cóc bậc nào. Trong công việc, hiếm có Quý Sửu nào một bước lên tiên, thường xuất phát điểm từ nhân viên rồi dần dần thăng tiến. Chính vì vậy họ sẽ hiểu về công việc họ làm, thấm công việc họ được giao, có kiến thức, có trình độ, có kinh nghiệm, hiểu cách quản lý, biết quy trình vận hành. Nên cái mà Quý Sửu thiếu suốt những năm tháng trước 2024 giản đơn chỉ là một cái cơ hội hoặc giả một cái thời cơ, để cái tài được tỏa sáng xứng với ánh hoàng kim trong cái vàng đáy biển thuộc mệnh căn của mình. Từ 2024 đến 2026 này, dù là nam hay nữ, Quý Sửu cần phải đặc biệt lưu ý đây là thời điểm mặt trăng và mặt trời sẽ xoay quanh số mệnh của họ, cho họ cái thời mà họ vẫn chờ đợi, cho họ cái cơ hội để phát huy khả năng, cho họ may mắn, cho họ hanh thông vô vàn thuận, hên cùng cực, nhiều thuận lợi. Quá trình này chỉ dài trong 3 năm sau, đấy là lúc Quý Sửu sẽ lặng lẽ tiêu hóa hết những gì mình đã ăn vào trong 3 năm này, để chuẩn bị cho một chu kỳ mới rực rỡ hơn trong bản mệnh của mình. Vậy nên đây là một số điều Quý Sửu cần lưu tâm để tận dụng đoạn 3 năm này một cách xuất sắc nhất. Đầu tiên, khi cửa tài lộc mở ra, ắt cửa cung tình cảm hẹp lại, cửa cung con cái nhỏ lại, nên thay vì phân tâm vào chuyện tình cảm hoặc đợi cho con cái, tốt nhất nên tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Vì bản mệnh của Quý Sửu như thỏi vàng nằm lặng dưới đáy đại dương, sâu sắc và tình cảm, những ít người quan sát được, ít kẻ thấu hiểu được, chẳng mấy ai sẽ chia được đằng sau nụ cười và thái độ thản nhiên là một tâm hồn ngang dọc, suy tư, mỏi mệt lắm, trách nhiệm vào thân, nhiều lo lắng, cầu toàn. Vậy nên, thay vì chú trọng vào thứ mình không dễ dàng có được thì hãy tập trung vào điều đang được đất trời rộng mở nhiều hơn. Thứ hai, là một cơ hội như này mỗi năm mới có một lần lắm, lúc 10 năm mới có một lần, nếu Quý Sửu bỏ lỡ đến 2031 hoặc 2035 mới có một lần thời gian vàng. Quay lại thử hỏi khi đó Quý Sửu đã bao tuổi, liệu có còn lực, liệu có còn liều, liệu có còn chăm cùng đam mê và nhiệt huyết. Thứ ba, đừng sợ thế gian bên ngoài quá rộng lớn, bao la đất trời, sẽ không vào hàng cá để mua rau. Nói nôm na cái gì đã sắp đặt trước tức mình có đủ khả năng để xử lý và hoàn thành. Quý Sửu đủ trình độ, cũng đủ sự chăm, đủ tận tâm và đủ nhiều trách nhiệm. Cái mà bạn thiếu chỉ là một chút sự tự tin, một chút sự ngông cuồng, cùng mạnh dạn tiến tới, ai cũng hiểu, vì sợ thua nên Quý Sửu cầu ổn. Nhưng nhiều năm sau này, cái ta hối hận sẽ luôn là về những điều ta chưa từng làm, chứ ít khi ta sẽ hối hận về cái ta đã thực hiện. Thứ bốn, trong quá khứ, Quý Sửu đã nhiều lần thất vọng vì nhân tâm và nhân tính, vậy nên họ lựa chọn thu mình vào cho đỡ mệt thân, nhưng luôn nhớ rằng,
trâu mà không có người dắt thì lắm lúc cũng kiểu đi bừa mà chẳng đúng đường đâu. Vậy nên có thể kiếm một người làm đối tác, kiếm một tổ chức mà phò trợ. Đừng lo ngại cho đi nhiều hơn là nhận được, vì bây giờ bạn sẽ hiểu thế nào là thuận may, cũng sẽ hiểu thế nào là chân quý nhân, cho ta sự phò trợ mà ta từng chờ đợi trong im ắng. Thứ năm, hãy thử sức mình ở vai trò mới, ở một vị trí mới, ở một cấp độ mới. Tôi không khuyên bạn liều lĩnh hay tất tay đánh cửa cuộc đời. Tôi chỉ nói với bạn rằng có một câu nói là một kẻ 20 tuổi chưa từng cuồng, tức là có tiền đồ đến 30 tuổi vẫn chưa từng cuồng, lại càng không có tiền đồ đến 40 tuổi vẫn không dám cuồng, tức sẽ có một đời bình thản. Mà ngẫm lại nuối tiếc nhiều năm sau này sao không thử điên cuồng, một khúc ngông nghênh, một đoạn dám liều, một chút cho xứng với cái khả năng của chính mình. Ta không muốn giản đơn sinh tồn, ta muốn chăm sóc cho gia đình, tự thành cho bản thể, vậy thì phải làm có ý nghĩa. Sự tình cơ hội chỉ đến với người có sự chuẩn bị. Bạn đã chuẩn bị đủ lâu rồi, giờ là lúc nắm bắt mà thôi. Cuối cùng xung quanh ta cũng sẽ có một người công thành danh toại, tại sao người đấy lại không thể là ta? Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch 2024. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng, mưu sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, vận khí của người tuổi Quý Sửu được dự đoán dễ có nhiều hao tổn sa sút bất ngờ, công sức bỏ ra như muối bỏ biển, làm mãi mà kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu, khiến bạn khá chán nản, nguyên nhân chủ yếu cũng do có nhiều sao xấu chiếu mệnh. Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Quý Sửu bị tương xung ám hại, công việc chưa đạt được bước đột phá nào đáng kể khiến bạn hài lòng, tháng này, tình hình cạnh tranh với đồng nghiệp ngày càng thêm kịch liệt, có thể là cạnh tranh chức vụ, tầm ảnh hưởng hoặc uy tín cá nhân, tất cả đều gây ra áp lực cực lớn, cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển. Phương diện tài chính cũng có khá nhiều biến động, hung tinh cản trở, có dấu hiệu mất mát, tiền bạc đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố chung của thị trường. Ở thời điểm này, giữ tiền ở yên trong túi là lựa chọn khôn ngoan, bảo vệ thành quả, chờ đợi thời cơ. Vấn đề chi tiêu cũng nên có sự tính toán và điều chỉnh hợp lý. Ngay cả chuyện tình cảm cũng không mấy lý tưởng vì quá áp lực và mệt mỏi với công việc. Chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống mà con giáp này dần bất mãn, mối quan hệ yêu đương vợ chồng, gia đình của mình bản mệnh không còn cảm giác yêu đương mặn nồng, tình cảm bị thiếu hụt, tinh thần càng ảm đạm, người độc thân chưa có dấu hiệu cải thiện nào. Vì quá tham công tiếc việc mà sức khỏe của tuổi Quý Sửu trong tháng này không được tốt, điều bạn cần làm là dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách và tập luyện thể thao đều đặn. Tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, vận trình giảm sút nhanh chóng, kéo theo phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Sửu đương đầu với nhiều sóng gió. Cục diện tương xung là nguyên nhân chính của những rắc rối trong tháng này, công việc chưa đạt được bước đột phá nào đáng kể khiến bạn hài lòng. Công sức bỏ ra như muối bỏ biển, làm mãi mà kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu khiến bạn khá chán nản, nhiều việc không được như ý muốn. Con giáp này cũng trở nên nóng tính, có những suy nghĩ mang tính cực đoan nên rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Cũng trong tháng này, quan hệ nhân duyên của bạn đi xuống, tiểu nhân rình rập khắp nơi, vấn đề này cũng đè nén tinh thần, khiến bạn không có nhiều hứng thú khi làm việc. Ở thời điểm công việc càng áp lực, bạn càng muốn thể hiện, chứng minh được bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến bạn hành xử nóng vội, ngựa non háo đá, cuối cùng thành ra tự hại mình. Bạn cần nỗ lực kiên trì, tích lũy thành công nhỏ, rồi dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ngoài ra, tháng này tình hình cạnh tranh với đồng nghiệp ngày càng thêm kịch liệt, có thể là cạnh tranh chức vụ, tầm ảnh hưởng hoặc uy tín cá nhân, tất cả đều gây ra áp lực cực lớn. Cần hành sự thận trọng kẻo mọi công sức đổ xuống sông xuống biển, bạn cũng có thể đánh mất đi lòng tin với khách hàng hoặc đồng nghiệp, gây ra nhiều tổn thất cho công ty. Việc bạn cần làm là bình tĩnh đối mặt và tìm hướng giải quyết, không nên nóng nảy mà làm hư chuyện, gia đình sẽ là chỗ dựa tốt nhất cho bạn trong giai đoạn này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, chẳng những sự nghiệp mà phương diện tài chính của Quý Sửu cũng có khá nhiều biến động,
hung tinh đại hao cản trở, có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh gặp trở ngại do yếu tố chung của thị trường. Hơn nữa, tương xung cảnh báo bạn có thể mất tiền vào những sự cố liên quan đến công việc như đền bù sai sót, nộp phạt, đưa ra quyết định sai lầm do quá nóng lòng muốn cải thiện thu nhập. Chính vì vậy, bạn nhớ để ý tới các con số trong hợp đồng mà hãy kiểm tra kỹ càng trước khi đặt bút ký, tránh sai sót, nếu không bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù. Người làm kinh doanh cũng cần hết sức đề phòng trước những lời mời đầu tư với mức lợi nhuận béo bở. Ở thời điểm này, giữ tiền ở yên trong túi là lựa chọn khôn ngoan. Bảo vệ thành quả, chờ đợi thời cơ, tốt nhất bạn nên tập trung làm công việc chính, làm cho chắc, cho tròn thì sẽ hạn chế được rất nhiều rủi ro. Đừng mơ mộng hay ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng khác, nó chỉ khiến bạn mất thời gian và công sức, chứ thành quả thu về không xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Vấn đề chi tiêu cũng nên có sự tính toán và điều chỉnh hợp lý, nhất là khi các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng. Nếu không có kế hoạch tài chính cụ thể, thì hao tài là điều tất yếu. Bạn cần học cách chi tiêu khoa học hơn, có như vậy mới mong tích lũy khoản dư thừa dùng cho tương lai lâu dài. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, vận khí sa sút khiến đường tình duyên của người tuổi Quý Sửu cũng không mấy lý tưởng. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có nhiều chuyện buồn phiền về tình cảm vì quá áp lực và mệt mỏi với công việc, chuyện kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mà con giáp này dần bỏ bê mối quan hệ yêu đương vợ chồng, gia đình của mình, bản mệnh không còn cảm giác yêu đương mặn nồng, tình cảm bị thiếu hụt, tinh thần càng ảm đạm, người độc thân chưa có dấu hiệu cải thiện nào. Con giáp này khó có thể tìm được người thấu hiểu cho tâm tình của mình. Dù cảm thấy cô đơn khi xung quanh ai ai cũng có người bầu bạn, song lại không đủ can đảm để tự ra ngoài tìm kiếm một nửa cho mình. Sự mâu thuẫn trong tình cảm cũng xảy ra với người có đôi. Do ảnh hưởng từ tương xung, hai bên không ngừng tranh cãi vì những chuyện còn con, từ bé xé ra to. Đôi khi còn cố tình nâng cao quan điểm, điều này chỉ khiến ngọn lửa giữa cả hai càng thêm bùng cháy. Những vết rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Các cặp đôi có thể sẽ thấy khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn. Nếu còn muốn gìn giữ tình cảm thì nên nhanh chóng tìm cách giải quyết trước khi quá muộn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, trên phương diện sức khỏe, vì thói quen tham công tiếc việc mà thể trạng của tuổi Quý Sửu trong tháng này không được tốt. Điều bạn cần làm là dành thời gian để chăm sóc bản thân đúng cách và tập luyện thể thao đều đặn. Nếu biết yêu thương bản thân đúng cách, thì Nguyệt lệnh lâm dưỡng sẽ tạo cơ hội để bạn rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đẩy lui bệnh tật. Lưu ý rằng, vào thời điểm này nắng nóng kéo dài, bản mệnh nên tập trung vào việc giải nhiệt cho cơ thể từ sâu bên trong, hàng ngày nên uống nhiều nước để không bị mất nước quá nhiều. Sau đây là phần cẩm nang vượn vận dành cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: dưới sự tác động của đại hao hung tinh nên vận trình tháng 6 âm lịch này của người tuổi Quý Sửu có dấu hiệu mất mát tiền bạc, đầu tư thua lỗ hoặc kinh doanh trở ngại. Vì vậy, bản mệnh cần cân nhắc lên kế hoạch chi tiêu, sử dụng tiền bạc hợp lý, tránh mất mát tiền bạc. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh dương. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, vận trình của tuổi Quý Sửu không quá khả quan, do gặp thái tuế nên đường công việc bị cản trở. Có nhiều vấn đề phát sinh khiến bạn trở tay không kịp, phải viện tới sự giúp đỡ của người khác mà chung quy kết quả cũng không thực sự tốt. Tài lộc cũng theo đó mà kém đi rất nhiều, bạn chỉ có thể giữ được nguồn chính tài tương đối ổn định, có nguồn thiên tài thì hầu như không có biến chuyển gì. Vì thế, tuần này hãy chi tiêu tiết kiệm, làm việc chăm chỉ để kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống, đừng suy nghĩ tới những việc tiêu pha, mua sắm tốn kém. Điểm tốt đáng kể nhất của con giáp này trong tuần là gặp sao đào hoa, người độc thân có vận tình duyên sinh động, người tới lui dập dìu. Đi tới đâu cũng có người thầm yêu trộm nhớ, bản mệnh đừng quên chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhé, bạn sẽ gây được ấn tượng tốt và bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào đấy. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần xuống dốc rõ rệt, lâm vào tình trạng báo động đỏ, rồi tình trạng mất ngủ kéo dài, ăn uống không ngon miệng do ngũ hành bất hỏa, thổ khí vượng lấn át thủy,
dẫn tới khô háo nóng trong, dạ dày yếu kém, tiêu hóa không tốt, bạn cần nghỉ ngơi nhiều và bổ sung nhiều nước, cân bằng chế độ dinh dưỡng để tránh đổ bệnh. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Xem tử vi tuần mới thấy rằng, vận trình công việc của người tuổi Quý Sửu không thuận lợi, kế hoạch hay ý tưởng mới được triển khai đều không nhận được sự đồng thuận ủng hộ của đồng nghiệp. Đây là thời gian bạn gặp đủ thử thách do hoạt động của thất sắc khá mạnh, nên cần hết sức bình tĩnh, tránh nóng giận mà mất khôn. Trong tuần, người kinh doanh buôn bán có thu hoạch bất ngờ, nhưng họa phúc song hành, thiên tài ẩn chứa nhiều nguy cơ dính tới pháp luật, rắc rối công quyền. Nên đừng thấy lợi mà quên nghĩa, đừng vì lòng tham mà sa đà vào con đường không chính đáng, bạn sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình đấy. Vận trình tình cảm hôn nhân đỡ hơn một chút vì hai người đã dần hiểu nhau hơn, ít va chạm, xích mích hơn trước, nhưng để thân thiết, ngọt ngào thì vẫn còn khoảng cách xa. Một khi đã có tổn thương thì việc hàn gắn lại sẽ mất nhiều thời gian, cũng như nỗ lực không thể vội vàng được. Sức khỏe của con giáp này chuyển biến xấu, bạn quá căng thẳng, trong tuần thổ khí vượng nên ngũ tạng đều bị tổn thương, tình hình thường xuyên gặp phải là đau dạ dày, mệt mỏi, tinh thần xuống dốc, kiệt quệ sức lực, bản mệnh lại phải đối diện với nhiều vấn đề khó khăn, nên thời gian này sẽ là lúc rất tệ đối với tuổi Quý Sửu. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Vận khí tuần này của người tuổi Quý Sửu không được coi là lý tưởng. Khi thiên cầu xuất hiện, bạn gặp tiểu nhân quấy phá, thường bị người khác chơi xấu, hãm hại và có nhiều biến cố trong công việc. Cạnh tranh không lành mạnh khiến con giáp này phải căng sức chống đỡ, họ trong tối, ta ngoài sáng, sẽ vô cùng vất vả, gian nan. Tài chính nhiều lần giảm sụt, lúc tưởng có thể nắm vững thu nhập rồi, thì lại đột nhiên xuất hiện kiếp tài, khiến công sức đổ sông đổ bể. Bạn vừa ấm ức vừa tức giận nhưng không thể làm gì khác được, vẫn phải tiếp tục cố gắng để vừa bù hoàng thua thiệt, vừa có tích lũy dư giả cho dịp cuối năm trăm công nghìn việc. Chuyện tình cảm tốt hơn một chút, nhờ sao thiên hỷ mang tới cát tường. Nếu trong nhà có việc mừng, việc vui, đám cưới, đám hỏi thì sẽ giúp vận trình thoải mái hơn. Ít nhiều không khí vui tươi, phấn chấn sẽ làm bạn đỡ gánh nặng, tinh thần thong thả, bình tĩnh thì quyết định cũng sáng suốt hơn, rõ ràng hơn. Sức khỏe tuy chưa tới mức báo động nhưng cũng không thể chủ quan vì tuổi Quý Sửu đang có nguy cơ mắc bệnh về gan, thổ mộc tương xung. Hoạt động của gan yếu sẽ ảnh hưởng tới các cơ quan khác, người dùng nhiều bia rượu, ăn uống không lành mạnh. Nhất định phải để tâm nhiều hơn tới vấn đề này. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Vận trình tuần mới của 12 con giáp thông báo, người tuổi Quý Sửu phải đề phòng thị phi trong thời gian này, thực thần khéo léo, giao tiếp tốt, nhưng giả tạo khiến bạn chịu nhiều điều tiếng không hay, người qua người lại mỗi người một ý kiến, cho sự việc bị đẩy đi quá xa và tam sao thất bản. Cả đường chính tài và thiên tài trong tuần mới của người tuổi Quý Sửu đều giữ ở mức ổn định, lúc đầu tuy gặp khó khăn, nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của mọi người nên mọi thứ vẫn tiến hành thuận lợi, không phải lo nghĩ quá nhiều, dẫu không dư giả nhưng cũng không lo thiếu thốn. Tuần này là thời điểm lý tưởng để người độc thân tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, nhân lúc được đào hoa cát tinh nâng đỡ, bạn hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ và tìm cho mình đối tượng phù hợp. Đừng quá tính toán thiệt hơn, trước tiên phải đến với nhau bằng tình cảm chân thật, tìm hiểu từ từ thì sẽ thành công. Sức khỏe luôn là điểm khiến con giáp này lo lắng, bạn sụt sùi, tình hình tiếp tục chuyển biến xấu hơn khi thời tiết chuyển mùa. Nên tăng cường vận động để nâng cao thể trạng, cải thiện sức đề kháng, khỏe từ bên trong thì các triệu chứng sẽ dần giảm bớt và không dễ bị tấn công từ bên ngoài nữa. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Trụ thạch anh. Trụ thạch anh được chế tác hoàn toàn từ đá thạch anh tự nhiên nên có khả năng loại bỏ năng lượng tiêu cực và tạo ra môi trường yên tĩnh. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, trụ đá thạch anh có thể giúp họ loại bỏ căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm hồn thư thái. Ngoài ra, trụ đá thạch anh còn mang đến yếu tố tinh thần,
giúp người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 duy trì lòng kiên nhẫn và sự hiểu biết về tinh thần, tâm hồn. Các biểu tượng này khuyến khích họ tìm kiếm sự tinh khiết và mang đến may mắn, bình an. Tượng thuyền buồm. Với tính linh hoạt và khao khát phát triển, thuyền buồm phong thủy đóng vai trò như một biểu tượng hướng dẫn và khuyến khích họ tạo nên cuộc sống thịnh vượng. Thuyền buồm được xem là biểu tượng của công việc, điều hướng cuộc đời và khám phá cơ hội mới. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thuyền buồm có thể giúp họ xây dựng chiến lược và kế hoạch để đạt được mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp. Biểu tượng này thể hiện sự mạnh mẽ và quyết tâm trong công việc, đối mặt với sóng gió của cuộc sống. Ngoài ra, thuyền buồm phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 duy trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng tìm kiếm cơ hội và tận dụng những lợi thế sẵn có. Tượng Tỳ Hưu. Tượng Tỳ Hưu là linh vật có hình thù đặc biệt, chỉ ăn tiền vàng gấm vóc và không có hậu môn, nên chúng có khả năng chiêu tài cầu lộc, giữ tiền của. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, Tỳ Hưu phong thủy có thể giúp họ tránh xa năng lượng tiêu cực và tạo điều kiện cho năng lượng tích cực. Các biểu tượng này thúc đẩy sự tự tin và tạo niềm tin vào khả năng của bản thân. Ngoài ra, Tỳ Hưu phong thủy còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 kiên trì lòng kiên nhẫn và sự tập trung. Các biểu tượng này khuyến khích họ không ngừng phấn đấu, không bao giờ từ bỏ và tìm kiếm cách thức để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tài chính. Hồ lô. Hồ lô thường có hình dáng của trái lê, thể hiện sự hoàn mỹ và tinh thần phát triển. Đối với những người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hồ lô là biểu tượng của việc đầu tư vào tri thức và phát triển tinh thần. Vật phẩm này giúp thu hút tài lộc, vận may và xua đuổi tà khí. Ngoài ra, hồ lô còn mang đến yếu tố tinh thần, giúp người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 kiên trì, lòng kiên nhẫn và sự tập trung vào mục tiêu. Vật phẩm này thúc đẩy họ không ngừng học hỏi, phấn đấu, phát triển cá nhân và tạo điều kiện cho sự thăng tiến trong công việc, cuộc sống. Quý khán giả thân mến, làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hài lòng với bạn, vậy sao không đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói. Làm người thì không cần phải so đo từng ly từng tí, bạn cũng không nên quan tâm quá nhiều đến lỗi lầm của người khác, bởi nếu làm như thế thì bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự ghen ghét, đố kỵ. Những con đường của cuộc sống là khác nhau và mọi người đều có quỹ đạo của riêng mình, không ai có cuộc đời sống cho ai, nên bạn hãy ngừng bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Xem nhẹ mọi thứ, buông bỏ mọi thứ, bỏ qua lỗi lầm của người khác, tha thứ cho người khác chính là đối xử tử tế với chính mình, giải thoát tâm hồn và sống một ngày hạnh phúc. Nếu bạn ước phần đời còn lại của mình được vui vẻ, hạnh phúc và vô tư, thì nên từ bi, hỷ xả, hoan hỷ với mọi lỗi lầm của người khác. Nghiệp của ai người đó gánh, họ nói xấu bạn thì họ lãnh hậu quả, bạn cứ sống tử tế là được, đừng sân si oán hận. Lời Phật dạy về tha thứ nói rằng, trong cuộc sống khi mọi việc không như ý muốn, đừng bất mãn và oán giận, cũng không cần phải đắn đo. Bạn phải đối mặt với cả tốt và xấu, sống mà yên bình quá thì rất tẻ nhạt. Bạn có biết tại sao bạn tha thứ được không? Là vì bạn dần trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể tự chữa lành những tổn thương mà bạn đã phải gánh chịu. Bạn mạnh mẽ đến mức có thể buông bỏ những người đã làm tổn thương mình. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.